Kiếm đạo đệ nhất thần tập 56, sở tu liếc đám người tần động hư một cái, con ngươi xanh lét kia tràn đầy lạnh nhạt, làm trong lòng đám người tần động hư phát lạnh một phen. Các hạ nói rất đúng, tô dịch này vốn đã là kẻ địch của chúng ta, cùng nhau ra tay giết chết hắn, vốn là chuyện chúng ta thấy việc nghĩa chẳng thể chối từ. Hít sâu một hơi, tần động hư đáp ứng, đám người trừng chân, du trường không, lận dư bi, thương lạc ngữ tự nhiên không dám phản bác, các ngươi cũng đi ánh mắt sở tu đảo qua nếp hành không, cổ thanh đô, vâng. Nếp hành không, cổ thanh đô thấy vậy, tự nhiên biết nên làm như thế nào, vù vù vù. Nhất thời, từng bóng người lướt qua không trung, lao vào chiến trường, hướng về tô dịch chém giết, tầng động hư, trừng chân, du trường không, cổ thanh đô đều là tu vi nguyên phủ cảnh, là tồn tại cấp bậc đứng đầu giới tu hành đại tầng. Mà đám người nếp hành không, thương lạc ngữ, lận dư bi, tuy tương đối yếu hơn một chút nhưng tu vi cũng đều ở cấp bậc ít cốt cảnh lúc này theo bọn họ cùng nhau gia nhập cùng đám người ông tinh hải a lẫm đối phó tô dịch làm toàn bộ thế cục cũng xảy ra biến hóa tô dịch vốn còn chiếm ưu thế nhất thời lâm vào trong vây khốn bốn phương tám hướng đều là bóng dáng kẻ địch dưới tình huống bực này tô đạo hữu ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu nơi xa sở tu chấp hai tay sau lưng nhẹ nhàng lẩm bẩm mà cùng lúc đó, tô dịch lại nở nụ cười, trong ánh mắt thâm thúy, có chiến ý lâu rồi mới thấy tràn ngập, mài đao, cũng cần đá mài đao đủ cứng mới được. Người đời chỉ biết là, tô dịch từng ở trên không ngọc kinh thành phá cảnh, bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông, kiếm trảm một đám lục địa thần tiên, lại không biết, lúc ấy cho dù không phá cảnh, hắn cũng có các loại thủ đoạn có thể tiêu diệt đám địch, tương tự, người đời chỉ biết là, hắn từng ở trước sơn môn nguyệt luân tông, kiếm bại đại ngụy đệ nhất kiếm tu thu hành không, lại cực ít người biết, lúc ấy hắn cuối cùng chém ra một kiếm, mới là thể hiện thực lực thật sự của hắn lúc ấy, mà lúc ấy, thu hoành không tuy đón đỡ một kiếm kia, lại bị đánh tan như kiến càng. Thẳng đến lúc quay về thiên nguyên học cung, hắn mỗi ngày nuốt dùng lưỡng nghi cửu thanh đan, tu vi tiến cảnh tiến triển cực nhanh, tới bây giờ, đã là trình độ tiên thiên võ tông viên mãn, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào trong ít cốc cảnh, thậm chí, nếu không phải vì xây dựng đạo chủng mạnh nhất, hắn lúc nào cũng có thể bước vào con đường nguyên đạo. Cho nên, cho dù lúc này đối mặt một đám cường địch vây công, Tô Dịch cũng không hề sợ hãi, ngược lại là vây công bực này, làm chiến ý lâu rồi không có của hắn bị điểm hỏa, cao thủ tịch mịch là vì kẻ có thể quyết đấu trên đời khó cầu, khi thật sự gặp được cơ hội có thể chiến một trận, nhân vật như Tô Dịch, cao hứng còn không kịp, đâu có thể nào e ngại. Ầm um, tình hình chiến đấu càng lúc càng nghiêm trọng, toàn thân tô dịch khí cơ mênh mông, trong cái giơ tay nhất chân, đánh tan tầng tầng công kích đến từ bốn phương tám hướng, càng chiến càng mạnh, ánh mắt hắn lạnh lùng thâm thúy, tinh khí thần toàn thân giống như sôi trào, loại chiến ý như thiêu đốt đó, khiến một thân tiềm năng của hắn đều bùng nổ như chịu kích thích, tô dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, ở dưới chiến đấu cỡ này, tu vi, thân thể, thần hồn của mình đều đạt được một loại rèn luyện, đang lặng yên xảy ra biến hóa loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ nhiệt huyết này, quả thực so với rượu thuần nhất thế gian còn làm người ta say mê hơn. Nếu nhất định phải so sánh, đại để có thể đánh đồng với một hồi song tu hết sức tận tình, sao là một cái thích tự rất cao. Mà lúc này, khi các đối thủ kia phát hiện biến hóa càng chiến càng dũng kia của tô dịch, sắc mặt ai cũng thay đổi hẳn, khó có thể tin. Sáu vị nguyên phủ cảnh và 12 vị ít cốt cảnh cùng nhau liên thủ, sao có thể không áp chế được hắn một nhân vật tiên thiên võ tông tần động hư kinh ngạc giận dữ đang xen. Lúc này chiến lược tô dịch triển lộ, so với trong lời đồn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Đáng chết, thằng nhóc này là tiên nhân trên trời hạ phàm sao? Nếu không, trên đời này sao có thể có loại biến thái này? Đồng tinh hải đám lão ma đầu tà đạo đều bị kinh động, ai cũng kinh nghi bất định, đều không dám tin. Đây là chiến lực một tên tiên thiên võ tông có thể có được, mà vân bá, a lẫm, nhung hạt, nếp hành không những kẻ đoạt xá, vẻ mặt đã cực kỳ ngưng trọng trong lòng cũng sôi trào không thôi bọn họ đến từ dị giới luận nhận biết cùng kiến thức đối với đại đạo hơn xa lục địa thần tiên trên thương thanh đại lục này có thể so sánh cho nên bọn họ đều tự đánh giá mình rất cao coi tu sĩ giới này là dân bản xứ thô bỉ không chịu nổi nhân vật có thể được bọn họ tán thành có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng bây giờ ở trước mặt tô dịch kiêu ngạo tự tin của bọn họ đều bị đánh vỡ nát thậm chí đều bị kinh hãi. Bởi vì dù đặt ở dị giới bọn họ đến, cũng căn bản tìm không ra tiên thiên võ tông nghịch thiên giống như tô dịch, mặc kệ trong lòng rung động như thế nào, vô luận là đám người đồng tinh hải, hay là bọn tần động hư, đều không giữ lại nữa, toàn lực ra tay. Thế như liều mạng, vì thế ai cũng khủng bố, ầm ầm nơi đây phong lôi kích động, cơn mưa ánh sáng nở rộ như thủy triều, dư âm chiến đấu cỡ đó tựa như cơn sóng gió động trời khuếch tán đi bốn phương tám hướng không thể tưởng tượng là phụ cận cung điện này tựa như tiên thần ở lại cho dù gặp dư âm chiến đấu bực này tấn công lại không có dấu vết bị hao tổn chiến đấu bực này nếu xảy ra ở trong thành trì thế tục sợ là thế nào cũng dẫn phát một hồi tai họa ngập trời không thể đánh giá sở tu ngươi còn muốn chờ tới khi nào bỗng nhiên trong chiến trường truyền ra tiếng của tô dịch mọi người khẽ biến sắc gã này thế mà cho rằng bọn họ những người này cùng nhau liên thủ cũng không hạ được hắn sao. Nơi xa, sở tu mặt không biểu cảm nói, tô đạo hữu đừng có gấp, chờ ngươi khi nào có thể thoát vây, ta lại cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Trong chiến đấu, tô dịch ồ một tiếng, ánh mắt đảo qua các đối thủ kia, khẽ thở dài, đáng tiếc, các ngươi cũng chỉ xứng làm đá kê chân của tô mổ, những người này dù liên thủ, cũng chưa thể khiến hắn cảm thấy uy hiếp trí mạng cũng khiến hắn rất khó mượn dùng một hồi chiến đấu như vậy, thực hiện đột phá trên tu vi. Dưới tình huống bực này, chiến ý vui vẻ bành trướng kia trong lòng tô dịch đều tiêu tán không ít, có chút hứng thú rã rời, không thú vị, hắn không chần chờ nữa, quyết định chấm dứt trận chiến đấu này. Giết! Nếp hành không vung song kiếm, xung phong tới, vị tông chủ tiềm long kiếm tông này có đạo hạnh nguyên phủ cảnh, bóng người cường tráng, khí thế bá đạo bức người, một đôi song kiếm khi vung lên, trực tiếp giống như vung lên hai ngọn núi lớn, mỗi một đòn đều chí cương chí cường, đổi làm tu sĩ khác cùng cảnh giới, sợ cũng không ngăn được sát phạt bá đạo bực này, nhưng lúc này, Tô Dịch đã quyết định kết thúc chiến đấu không chần chờ nữa, bỗng nhiên tung người tiến lên, tay áo tung bay, ấn ra một chưởng. Ầm, chỉ thấy trên không phát ra tiếng vang chuyển động của cối xay, tựa như thần linh thúc đẩy bánh xe khổng lồ nghiền qua bầu trời, chỉ thấy một chưởng ấn lớn khoảng một trượng bỗng dưng ngưng tụ, chưởng ấn này giống như thần ngọc màu xanh trong suốt kỳ ảo mài vũ thành, bên trên tràn ngập ngũ hành linh quang, đạo vận huyền diệu. Chết! Tô dịch vẻ mặt lạnh nhạt, tùy tay ấn xuống một cái, trưởng ấn màu xanh, mang theo lực lượng không thể địch nổi, nháy mắt đập xuống. Ở trước mặt nó, song kiếm kia nếp hành không chém ra, liền giống như hai cây gậy gỗ, bị đập phát ra tiếng gào thét chói tai, không chịu khống chế rời tay mà bay đi, mà trưởng ấn màu xanh, dư thể không giảm, trực tiếp nện ở trên thân niếp hành không, máu thịt toàn thân nổ tung, gân cốt nổ tung, chi năm xẻ bảy. Một chưởng đập chết. Một màn bá đạo tanh máu đó, khiến đối thủ khác đều biến sắc, cả người đều chợt cứng đờ. Một tồn tại cường đại nguyên phủ cảnh, thế mà ngay cả một chưởng của tô dịch cũng không ngăn được, giống như con gà con bị đập chết. Nơi xa, hai tay sở tu lặng yên nắm chặt, con người màu xanh lép lóe lé ra hào quang âm u lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn như cũ chưa hành động, lặng im bàn quan, phần tư thái trấn định đó, khiến hoa tính phong xa xa đang xem cuộc chiến cũng không khỏi kinh hãi. kẻ này hoặc là hạng người vô tình lãnh khốc, hoặc chính là có tính toán khác. Trảm Chợt, Cố Thanh Đô và Tần Động Hư cùng nhau liên thủ, hướng tới tô dịch chém giết, Cố Thanh Đô vung một cây chiến kích, nhấc lên cơn mưa ánh sáng màu vàng đầy trời, mũi nhọn chói mắt, khí thế khủng bố. Tần Động Hư thì thúc giục một đạo ấn hào quang tràn đầy màu sắc, trên đạo ấn thắt hai chữ nổi cổ xưa, trấn phách. Đây là một món bảo vật cổ xưa, dưới sự trấn áp, đủ để người tu đạo hồn phi phách tán. Mà ở cùng lúc đó, trên một vị trí phương hướng khác, trừng chân vung tay tung ra một chuỗi tràn hạt trong suốt lấp lánh, ở trên không tỏa sáng rực rỡ, phóng ra cơn mưa ánh sáng Phật văn như thủy triều. Ba người phối hợp, không một kẻ hở, mà ở phía sau ba người, đám người A Lẫm, Vân Bá, cùng đồng tinh hải đám ma đầu tà đạo cũng nhân cơ hội xuất động như những tầng sóng triều nhiều tầng vây khốn đã kích đối với tô dịch chẳng qua không giống với vừa rồi tựa như bởi vì nếp hành không chết làm bọn họ như bị kích thích ai cũng dốc hết thủ đoạn tựa như liều mạng đối mặt thế công bực này vẻ mặt tô dịch không buồn không vui không một gợn sóng bàn tay hắn chợt nhấn một cái ở trên không ầm uhm. khu vực mười trượng lấy tô dịch làm trung tâm chợt xuất hiện ra từng ngôi sao tựa như thiêu đốt hung hăng khuếch tán ra chúng tin kiếm chỉ Do tô dịch toàn lực thi triển, công kích đến từ bốn phương tám hướng đều bị ngăn cản, sinh ra tiếng va chạm nổ vang kinh thiên động địa, tên thứ hai. Mà nhân cơ hội này, tô dịch bước một bước, bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh Cố Thanh Đô, tay phải nắm đấm, hung hăng nện xuống, ra. Cố Thanh Đô biến sắc hẳn, vứt bỏ chiến kích không cần, hai tay đang nhau ở trên không kết ấn, thi triển ra một môn đạo thuật phòng ngự cực kỳ huyền diệu, ông. Linh Quang lưu chuyển trên người cố thanh đô xuất hiện cả thảy chính tầng màn hào quang màu vàng dày nặng trầm ngưng nhưng một quyền toàn lực này của tô dịch khủng bố cỡ nào chỉ thấy từng tầng màn hào quang kia trực tiếp tan vỡ nổ tung ở dưới quyền kình này trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe cả người cố thanh đô bị một quyền này đánh giết các loại pháp khí phòng ngự trên người hắn nổ tung ngay cả thân thể hắn cũng nổ tung thành máu thịt vỡ vụn bắn tung tóe đối thủ thứ hai cứ thế ngã xuống mà đây chỉ là bắt đầu keng như cảm giác giết không đủ lưu loát, tô dịch lấy ra huyền ngô kiếm, khí thế toàn thân lại biến đổi, sắc bén như tiên, cầm kiếm đánh ngang, tiếng kiếm ngân vang mát lạnh quanh quẩn ở trong thiên địa, chỉ thấy từng ngọn núi kiếm chật xuất hiện ở trên không, cứng rắn áp chế công kích tới từ bốn phương tám hướng, đại ngũ hành trấn vực kiếm. Ở dưới trấn áp cỡ này, lúc này có không ít người bị thương, trong miệng ho ra máu, thế vậy công cũng thiếu chút nữa bị đánh tan, mà nhân cơ hội này, mũi kiếm của tô dịch liên tục chém ba lần, phốt. phốt, phốt, phốt. Máu tung bay, chỉ thấy ba cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung, phân biệt thuộc về thanh sa thủy quân, kim thi lão ma cùng du trường không, mặt cắt ở cổ họ đều trơn nhẵn chỉnh tề, thi thể không đầu còn chưa rơi xuống, đã bị dư âm chiến đấu khủng bố trong chiến trường nghiền nát, máu cùng thịt nát bay tứ tung, nhìn ghê người, mà kế tiếp sau ba chớp mắt, tần động hư bị một kiếm phong hầu, hai mắt trợn tròn xoe, trên khuôn mặt khi sắp chết cũng tràn ngập không cam lòng, chết không nhắm mắt, sau bảy chớp mắt, trường thương màu bạc trong tay A lẫm bị đánh bay, ở lúc nàng toàn lực né tránh, bị tô dịch một kiếm chém thành hai nửa, tử trạng thảm thiết, sau mười chớp mắt, lận dư bi phát ra một tiếng thét chói tai hoảng sợ, sợ tới mức mất hết can đảm, xoay người bỏ chạy, nhưng còn ở nửa đường, bóng người hắn đã bị một giải kiếm khí mênh mông tựa như tinh hà buông xuống bao trùng, trong nháy mắt mà thôi, đã hồn phi phách tán. Đến đây, đã có 8 đối thủ đền tội. Tô dịch cầm kiếm trong tay, quả thực là thể không thể đỡ, không ai địch nổi, bày ra uy lực so với trước đó càng thêm khủng bố. Lại nhìn nơi đây, kẻ đối địch tô dịch, đã chỉ còn lại đám người trừng chân, thương lạc ngữ, vân bá, nhung hạt, đồng tinh hải. Bọn họ sớm bị dọa lui, tránh đi xa xa, không dám lên trước nữa, vẻ mặt mỗi người đều lộ ra sự kinh hãi như chấn kinh quá độ từng hình ảnh tử vong tanh máu trước đó kích thích mạnh đến những người này, làm bọn họ sợ mất vía, ý chí chiến đấu hầu như sụp đổ. Lại nhìn về phía tô dịch, giống như đối mặt một vị kiếm đạo sát thần, trong lòng đều đã tràn ngập kinh sợ, mặc dù là hoa tính phong, giờ phút này cũng bị rung động đến thất thanh, không thể tưởng tượng, ở dưới vây khốn cỡ này, tô dịch vậy mà vẫn có thể ngang tàn đến bực này, quả thực chính là như một đường đẩy ngang, giết những lão gia hỏa kia như giết gà giết khỉ cũng đã đến lúc này rồi, ngươi thế mà vẫn trầm ổn được, ngược lại khiến ta có chút bất ngờ. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Sở Tu, có chút kinh ngạc, nơi xa, vẻ mặt Sở Tu lạnh như băng, dừng chân ở đó, cho dù thấy một đám thuộc hạ kia bị chém giết ngay tại chỗ, hắn cũng không chút dao động, cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Chiến đấu cùng chém giết trước đó, Sở Tu có cả đống cơ hội có thể ra tay, nhưng hắn lại chưa từng làm như vậy, cho dù là thuộc hạ A lẫm bên cạnh hắn bị giết, hắn cũng không chút dao động điều này làm trong lòng đám người đồng tinh hải không khỏi sinh ra một phần oán khí sự cường đại của sở tu bọn họ đều đã tận mắt thấy chỉ cần hắn vừa rồi ra tay tô dịch tuyệt đối không có khả năng giết chết nhiều người như vậy cảm thụ được ánh mắt của mọi người sở tu đột nhiên cười cười nói lúc trước ta luôn rối rắm nên tiếp tục cho ngươi cơ hội hay không để ngươi quy thuận ở bên người nhưng bây giờ ta hiểu rồi ngươi loại nhân vật này phải hủy diệt mới có thể khiến ta thật sự yên lòng, tô dịch nói, một cái quyết định mà thôi, cần nghĩ lâu như vậy. Ngươi thoạt nhìn không giống hạng người không quả quyết, đương nhiên không phải, sở tu cười lên, nói xong, hắn chỉ 33 tầng bậc đá kia phía dưới cung điện, nói, mời đạo hữu xem, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua, chỉ thấy trên bậc đá tựa như do thần kim tiên ngọc mài thành đó chật toát ra các luồng màu máu đỏ tươi, những luồng màu máu này giống con rắn nhún lượng ỏ, Vù về phía tượng đá đứng sừng sững hai bên bậc đá, lại nhìn trên những bức tượng đá đứng sừng sững kia, mơ hồ đã nổi lên một mảng hào quang hư ảo như đỏ tươi, chợt sáng chợt tắt, không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới, trận pháp huyết tế. Tôi dịch khẽ nhíu mày, không sai, mấy ngày trước, ở lúc ta đến nơi đây, đã phát hiện 66 bức tượng đá hai bên 33 tầng bậc đá này, đều che giấu huyền cơ to lớn, sở tu thản nhiên gật đầu nói, trải qua ta thôi diễn cùng tìm hiểu, cuối cùng xác định, phàm là vật còn sống chết ở quần tiên kiếm lâu này, tinh huyết trên thân kẻ đó đều sẽ bị lực lượng cấm chế bao trùm 66 bức tượng đá này hấp thu. Ồ đúng rồi, ta từ trong một mảng di tích này đã tìm được một ít sách cổ, trong đó còn có ghi lại, trận này tên là Thí huyết tế linh trận, là do trưởng giáo quần tiên kiếm lâu đời thứ ba Bạch Trường Hận bố trí, sở tu cười mỉm bổ sung, trong 66 bức tượng đá kia, đều lấy lực lượng cấm chế giam cầm một luồng anh linh đến từ tiên hiền quần tiên kiếm lâu chỉ cần hấp thu được đầy đủ lực lượng tinh huyết trận này liền có thể phóng ra uy lực khủng bố vô cùng nếu có thể lấy tinh huyết chân linh thần thú làm vật dẫn trận này thậm chí có thể diệt sát tất cả tu sĩ dưới hoàn cảnh nói đến đây ánh mắt sở tu một lần nữa nhìn về phía tô dịch nói đáng tiếc nhân vật trước mắt chết ở trong di tích quần tiên kiếm lâu này lực lượng tinh huyết chỉ tính là tầm thường làm trận này mặc dù vận chuyển quy lực nhiều nhất cũng chỉ có thể diệt sát tu sĩ, hóa linh kỳ cảnh giới đầu tiên của linh đạo. Tuy là tiếc hận, nhưng nội dung trong lời nói của hắn để lộ ra, lại làm trong lòng mọi người ở đây đều chấn động, chủ thượng, lúc trước ngài vì sao không vận chuyển trận này, tiêu diệt Tô Dịch? Ông Tinh Hải nhịn không được hỏi, đây cũng đang là nghi hoặc trong lòng người khác, bởi vì lực lượng huyết tế vận chuyển trận này còn xa xa chưa đủ, mà bây giờ, theo ta giết chết 8 người kia, lực lượng máu tươi chảy xuôi trên người bọn họ đã miễn cưỡng có thể cho trận này vận chuyển trả lời là tô dịch sở tu vỗ tay tán thưởng nói đạo hữu nói rất đúng trong lòng bọn ông tinh hải trừng chân phát lạnh tay chân lạnh lẽo lúc này mới chợt ý thức được thì ra trước đó sở tu không động thủ là vì sưu tập được đủ tinh huyết đi vận chuyển thí huyết tế linh trận kia mà những người kia trong chiến đấu bị tô dịch giết chết không thể nghi ngờ đã thành vật hy sinh cái sự thật này bảo ai có thể không kinh hãi cần biết đám người a lẫm thanh sa thủy quân đều là thuộc hạ bên cạnh sở tu nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý tâm địa như vậy có thể nói lãnh khóc vô tình cực điểm dù là hoa tính phong cũng hít vào một mụn khí lạnh bị sự tàn nhẫn cùng vô tình sở tu triển lộ ra làm chấn động sở tu như hoàn toàn chưa chú ý tới ánh mắt khác thường của mọi người cười ha ha nói nhưng đạo hữu còn có một điểm chưa đoán được Ô. Tô Dịch nhíu mày, "Sở Tu nói, thí huyết tế linh trận này trừ uy lực cường đại, đồng thời còn là một cái chìa khóa, chỉ cần có được đủ nhiều tinh huyết, đánh thức toàn bộ anh linh trong 66 bức tượng đá kia, liền có thể mở ra lực lượng phong cấm trên cửa chính tòa cung điện này, mọi người đều kinh động, trận này thế mà còn che giấu huyền cơ như thế." Tôi Dịch lại cười khẩy, "Muốn đánh thức anh linh 66 bức tượng đá này, sợ không phải chuyện đơn giản như vậy." Sở Tu thở dài, nói: không sai, lúc trước ta cũng đang phát sầu vì việc này, cho nên mới sẽ tính ở đây mở đạo thống, thu nạp môn đồ rộng khắp, chiêu nạp hạng người tu hành trong thiên hạ đến, nếu như vậy, hẳn là có thể gom được đủ tinh huyết, mở ra cửa chính tòa cung điện này, lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động giận dữ đang xen, trừ bỏ vân bá cùng nhung hạt hai người, những người khác chờ, đều bị tâm sinh một cổ bị thương cảm xúc, thì ra, sở tu sở dĩ chiêu nạp bọn họ những người này, chỉ vì lấy tinh huyết trên người bọn họ, mở ra cửa chính tòa cung điện này. Nói tóm lại, bọn họ chung quy cũng chỉ là con mồi trong mắt sở tu mà thôi, khi cần, liền có thể không chút khách khí hy sinh, kẻ này quả thực quá âm hiểm rồi. Hoa tính phong cũng run sợ một phen, lúc trước, khi nàng nghe nói sở tu muốn mở đạo thống, thành lập hóa thiên thần tông, còn tưởng kẻ này muốn tập hợp lực lượng một đám người tu hành, để vấn đỉnh thiên hạ, ai từng nghĩ, hoàn toàn không có chuyện như vậy hắn chỉ là muốn lấy cái này làm ngụy trang hấp dẫn tu hành giả gia nhập trận doanh của hắn sau đó lợi dụng tinh huyết trên thân các tu hành giả này để mưu đồ cơ duyên trong cung điện kia vì sao phải mang những thứ này nói hết ra chẳng lẽ chỉ là muốn chứng minh ngươi bày mưu nghĩ kế sớm đã nắm chắc thắng lợi trên người tô dịch lạnh nhạt như cũ không sở tu cười lắc đầu ta chỉ là mượn cơ hội này muốn cho các vị lúc chết cũng có thể nhắm mắt hắn chỉ chỉ ngực mình nghiêm túc nói nói thật lòng của ta rất nhân từ cho dù là giết địch cũng không nỡ đối phương mơ hồ chết đi để từng kẻ địch lúc chết cũng chịu phục đối với sở tu ta vẫn luôn là chuẩn tắc làm người của ta lời như vậy mọi người nghe mà tóc gáy dựng lên cả người phát lạnh tô dịch cũng cười nói đợi lúc giết ngươi ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật không ngờ được phải không sở tu ra vẻ kinh ngạc sau đó cười ha ha nói, đáng tiếc, bí mật của người chết ta lại không có hứng thú. Khi nói chuyện, trong tay áo bào của hắn đột nhiên lướt ra một thanh kiếm nhỏ trắng như tuyết, chui kiếm khắc ba chữ cực nhỏ, bạch trường hận, tay cầm kiếm này, ánh mắt sở tu đảo qua đám người đồng tinh hải, nói, các vị, lời ta lúc trước nói vẫn tính, chỉ cần các ngươi vẫn cống hiến cho ta, sở tu ta nhất định sẽ không giết hại các ngươi. Dù sao, bên người ta thật sự rất thiếu nhân thủ, sau đó, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía tô dịch, nói, bây giờ, tô đạo hữu có dám thử một lần uy lực đại trận trưởng giáo quần tiên kiếm lâu đời thứ ba này tự mình bố trí. Trong lòng hoa tính phong căng thẳng, lo lắng nhìn về phía tô dịch, ta vốn tưởng, ngươi sẽ là một nhân vật có thể quyết đấu, bây giờ, ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng, tô dịch than nhẹ, có thể mượn đại trận để giết địch, vì sao phải tự mình ra tay. Đạo hữu chẳng lẽ chưa từng nghe nói thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường câu này sao? Sở tu cười lên, nói xong, thanh kiếm nhỏ trắng như tuyết trong tay hắn xa xa chỉ hư không, trong miệng phát ra một đạo lôi âm tối nghĩa, lên. Thanh âm chấn động bát phương, ầm. Hai bên chín tầng bậc đá dưới cùng của cung điện, 18 bức tượng đá chợt trung lên, tựa như từ trong vô tận năm tháng yên lặng thức tỉnh. Trong tích tắc, trên tượng đá trào ra yêu khí ngút trời, che cả bầu trời, ở dưới một đống ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú chỉ thấy trên từng bức tượng đá kia ngưng tụ ra từng bóng người khủng bố, đắm chìm trong yêu khí ngút trời, có cái giống như sư tử hổ báo, lớn như núi, có cái đầu như phòng ốc, mọc một cái sừng, bốn vó như cột sắt, cả người bao trùm lân giáp màu đỏ tươi, có cái đầu rắn thân người, hai tay nắm cây chùi lớn, toàn thân lôi điện lượng lờ, cả thảy 18 bóng người yêu loại, khi bọn họ xuất hiện, lực lượng cấm chế mãnh liệt như thủy triều cũng theo đó tràn ngập ra, chỉ là uy áp cấm trận khủng bố cỡ đó đã khiến đám người ông tinh hải hơi thở cứng lại, như rơi vào hố băng, thật khủng bố. Lực lượng 18 bóng người kia tản mát ra, hoàn toàn đã vượt qua phạm trù ba cảnh giới lớn trong nguyên đạo, cũng gần như không khác gì đại tu sĩ linh đạo trong truyền thuyết, tô dịch lại như hoàn toàn không phát giác, hắn liếc hoa tính phong khẩn trương bất an, trung bần bật cách đó không xa, không khỏi bật cười, ngươi vừa rồi lá gan không phải rất lớn, tại sao bị dọa thành như vậy, có tiền đồ chút, hoa tính phong ngẩn ngơ, Tô đại gia của ta ơi, cũng lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Gì? Nơi xa, thanh kiếm nhỏ trắng như tuyết trong tay Sở Tu chợt chỉ về phía Tô Dịch, nhất thời, 18 bóng dáng yêu loại khủng bố như tập trung mục tiêu, chợt lóe trên không, mang theo lực lượng dao động cấm chế ngập trời, lao về phía Tô Dịch, ầm ầm. Cầm đầu là yêu loại tay cầm song chùy, đầu rắn thân người kia lực lượng cấm chế ở trên người hắn hóa thành từng tia chớp màu đen to như cánh tay trẻ con, sát khí cuồn cuộn, trong chớp mắt mà thôi, đã lao tới cách trước người tô dịch mười trường, một đôi chùi y lớn trong tay hung hăng nện xuống, giống như thiên lôi từ trên trời giáng xuống, khí tức như hủy diệt, khiến đám người đồng tinh hải, trừng chân nơi xa bỗng sinh ra cảm giác tuyệt vọng bất lực, để tay lên ngực tự hỏi, đổi làm bất cứ một ai trong bọn họ, sợ là đều không ngăn được một đòn của đối phương. Mà lúc này, Tô dịch lại cười cười, tùy tay hướng cửa chính cung điện cách ba trượng phía sau chọc một cái, ông. Trên cửa chính cung điện hiện ra một bức phù văn trận đồ màu xanh. O. Ờ. Hoa tính phong cách gần nhất, biết một cái đã nhận ra, một bức phù trận đồ án kia, chính là lúc vừa đến nơi này, tô dịch tùy tay ở trên cửa chính cung điện khắc, lúc ấy, còn bị thương lạc ngữ nữ nhân này đồ cực một phen. Nhưng bây giờ, khi một bức phù văn trận đồ này chợt xuất hiện, một luồng lực lượng cấm chế tối nghĩa to lớn cũng là như thủy triều mãnh liệt trào ra thế mà bị tô dịch nằm ở trong tay hóa thành một thanh đạo kiếm như hư ảo đạo kiếm ba thước hoàn toàn do lực lượng cấm chế tối nghĩa thần bí ngưng tụ một kiếm trong tay tô dịch chém một phát ngang trời âm một đạo kiếm khí do cơn mưa ánh sáng phù văn đầy trời vắt ngang không trung nhẹ nhàng đảo qua mà thôi bóng dáng yêu loại đầu rắn thân người dẫn đầu xung phong tới kia tựa như tờ giấy bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, cây chù lớn trong tay yêu loại này cùng bóng người đều chợt nổ tung, hóa thành lực lượng cấm chế tán loạn bay lả tả, tan biến. Một màn đó, trực tiếp giống như một kiếm chém yêu thần. Đám người ông tinh hải đều trợn mắt cứng lưỡi, sững sờ đứng ở nơi đó, mà thấy một màn này, sở tu vốn vẫn luôn trấn định tự nhiên rốt cuộc biến sắc, thí huyết tế linh trận, một đại trận cổ xưa do trưởng giáo quần tiên kiếm lâu đời thứ ba bạch trường hận tự mình bố trí. Nếu có thể hấp thu được tinh huyết chân linh thần thú, quy lực của nó đủ để chém giết tất cả đối thủ dưới hoàn cảnh. Bây giờ, lực lượng trận này do sở tu nắm giữ, quy lực tuy còn xa chưa đạt tới mức mạnh nhất, nhưng lực lượng cỡ đó vẫn khủng bố đến mức làm đám người đồng tinh hải. Trừng chân cảm thấy tuyệt vọng, nhưng lúc này, tô dịch trong một kiếm, đã chém một bóng người yêu loại do trận này biến thành. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Mà không đợi mọi người phản ứng vù. Vù. Vù, theo tô dịch vung kiếm, từng đạo kiếm khí do lực lượng cấm chế tối nghĩa diễn hóa lao lên ngang trời, chém xuống hư không. 17 bóng người yêu loại khác lao tới, đều như bọc biển thật lớn bị dễ dàng bổ ra, hóa thành cơn mưa ánh sáng tung bay đầy trời. ầm ầm Mưa ánh sáng do lực lượng đại trận tán loạn, trực tiếp giống như cơn bão tàn sát bừa bãi khuếch tán ra cái này. Thật đáng sợ. Đám người đồng tinh hải, trừng chân đều hoảng sợ thất sắc, mà hoa tính phong giờ phút này rốt cuộc hiểu ra, lúc trước tô dịch ở trên cửa chính cung điện tuyên khắc một bức đồ án phù trận màu xanh kia, nhìn như vẫn chưa phá vỡ lực lượng phong cấm trên cửa chính, nhưng thực ra đã như một cái chìa khóa, để tô dịch có được năng lực nắm giữ một luồng lực lượng phong cấm kia. Ngươi thế mà có thể điều khiển lực lượng cử tuyệt phong thiên trận, hồn thiên yêu hoàng lưu lại, sở tu hoàn toàn không thể trấn định, sắc mặt âm tình bất định, hắn vốn nắm chắc thắng lợi, tự cao bằng vào lực lượng thí huyết tế linh trận, đủ có thể gạt bỏ tất cả đối thủ, lại chưa từng nghĩ, tô dịch dễ dàng đánh tan đòn sát thủ của hắn. Cái này giống bất thình lình bị người ta đánh lén một gậy, làm sở tu không kịp chuẩn bị, có thể nào bình tĩnh được, sớm ở lúc bước lên 33 tầng bậc đá kia, ta đã phát hiện, những bức tượng đá kia có vấn đề, lực lượng cấm trận trong đó giấu hẳn đã bị người ta nắm giữ cô dịch thản nhiên nói vốn ta còn tính vận dụng một ít thủ đoạn lần lượt hủy diệt những cấm trận này nhưng sau khi ta phát hiện lực lượng phong cấm trên cửa chính tòa cung điện này nhất thời đã thay đổi chủ ý nói đến đây ánh mắt hắn nhìn về phía sở tu nơi xa sau đó liền có một màn ngươi vừa rồi kiến thức lấy lực lượng cấm trận phá lực lượng cấm trận đám người trừng chân thương lạc ngữ nơi xa trong lòng đều phát trung lúc này mới ý thức được thì ra từ lúc đến nơi đây tôi dịch sớm đã nhìn thấu các huyền cơ hơn nữa làm đủ chuẩn bị phần tâm tính cùng thủ đoạn này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi sở tu hít sâu một hơi cố gắng để mình bình tĩnh nói ta rất không rõ dựa theo sách cổ quần tiên kiếm lâu để lại ghi chép tòa cung điện này chính là khai phái tổ sư hồn thiên yêu hoàng của nó để lại trên đó bao trùm lực lượng cử tuyệt phong thiên trận chỉ có thông qua thí huyết tế linh trận mới có thể mở ra nhưng vì sao ngươi lại có thể dễ dàng khống chế? Nói ngươi cũng không hiểu. Tô Dịch thuận miệng nói, cửu tuyệt phong thiên trận của cung điện này quả thực có thể xưng là một tòa sát trận cấp hoàng uy lực khó lường, nhưng trải qua vô tận năm tháng biến thiên, lực lượng trận này sớm đã trôi qua hơn phân nửa, chỉ còn lại có một luồng lực lượng bổn nguyên gầy còn đang duy trì trận này. Dưới tình huống bực này, chỉ cần nhìn thấu huyền bí trung tâm của trận này, đủ có thể dùng thủ đoạn phù đạo, thoải mái nắm giữ tất cả huyền cơ cùng lực lượng của trận này a à, tô đạo hữu chẳng lẽ thực cho rằng mình đã thắng sở tu nhịn không được cười lạnh tô dịch trả lời hắn là một kiếm không chút khách khí vù một đạo kiếm khí cuốn theo lực lượng cấm chế tối nghĩa đầy trời chém về phía sở tu nơi xa sở tu không tránh né chỉ dùng một đôi mắt xanh lét kia nhìn chầm chầm tô dịch nói từng chữ một tô dịch người phá hỏng việc lớn của ta lần sau khi gặp lại ta nhất định cho ngươi cảm thụ một phen thủ đoạn của sở tu ta. Thanh âm còn đang quanh quẩn, cả người hắn đã bị kiếm khí mờ mịt bao trùm, ầm. Mắt thường có thể thấy được, thân thể hắn trong tích tắc bị chém thành vô số mảnh vỡ. Khi thấy một màn như vậy, đồng tinh hải, trừng chân bọn họ ngoài rung như cầy sấy, lại không khỏi nghi hoặc, cũng đã chết rồi, còn nói gì lần sau gặp mặt. Hoa tính phong cũng nghi hoặc tương tự, lập tức hỏi ra tiếng, đây không phải bản thể của hắn. Tô dịch nói xong, lấy tay chọc một cái, các mảnh vỡ thân thể sở tu biến thành, đều bị cách không trung hút tới, nhìn kỹ, những mảnh vỡ này thế mà lại là một ít sắc vụn cháy khét, cách không được kẻ này từ đầu đến cuối đều không chịu ra tay, thì ra chẳng qua là một con rối do bí pháp luyện chế ra. Tô dịch khinh thường mở miệng, con rối. Hoa tính phong kinh ngạc, khó có thể tin nói, một người sống sờ sờ như vậy, sao có thể là một con rối, loại con rối này gọi là ma ngẫu. Búp Bê Ma là bí thuật luyện kim ma môn nhất mạch nắm giữ, lột lấy túi da, máu thịt, xương khớp người sống, lại lấy các loại thần liệu cùng thần dược cùng nhau, trải qua thủ pháp độc môn cùng lực lượng bí chú thêm vào, luyện chế ra ma ngẫu, cũng không khác gì người sống, Tô Dịch thuận miệng nói, muốn khống chế ma ngẫu, tương tự cũng cần thi triển bí thuật thần hồn, cắt ra một luồng lực lượng thần hồn của mình, dung nhập trong cơ thể ma ngẫu, như vậy, ma ngẫu liền giống như thân ngoại hóa thân của mình có được trí tuệ linh tính cùng sinh cơ dừng một chút hắn tiếp tục nói chỉ cần không động thủ đừng nói là người bình thường dù là như chúng ta hạng người tu hành này cũng rất khó phân biệt nhìn thấu khí tức ma ngẫu nghe xong hoa tính phong không khỏi tháng phục ma ngẫu loại vật phẩm này nàng trước kia nghe cũng chưa từng nghe nói nhưng tô dịch không những biết còn tựa như rõ như lòng bàn tay đối với luyện chế ma ngẫu vù vù lúc này hai người nhung hạt cùng vân bá nơi xa đột nhiên cùng nhau hướng xa xa bỏ chạy, tô dịch liếc bọn họ một cái, vất tay áo bào, ầm. Một mảng lực lượng cấm chế lao lên, như một tấm lưới lớn, nháy mắt đã bao trùm bóng dáng hai người, kéo đến trước người tô dịch, đám người đồng tinh hải, trừng chân vốn cũng tính nhân cơ hội bỏ chạy, sau khi nhìn thấy một màn này, lòng đều lạnh toát, tô dịch lúc trước đã mạnh đến mức có được lực lượng đánh giết tất cả bọn họ. Hắn bây giờ còn nắm giữ cửu tuyệt phong thiên trận, nghiễm nhiên tựa như trở thành chủ nhân một tòa cung điện rộng lớn, mà bọn họ những người này, như thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho xâm lược, tùy ý nhào nặng. Hai người các ngươi cũng là kẻ đoạt xá, thế mà lại cam nguyện tôn sở tu làm chủ, chẳng lẽ? Các ngươi đến từ vị diện cùng thế giới, tô dịch chắp tay sau lưng, nhìn xuống vân bá cùng nhung hạt bị trấn áp dưới đất, vân bá lộ vẻ mặt sợ hãi, trung giọng nói, tô dịch, ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không, khi bản tôn chủ thượng nhà ta xuất hiện. Còn chưa nói xong, hắn cùng nhung hạt bên cạnh đồng loạt họ ra một nguồn máu, nhất thời sinh cơ toàn thân nhanh chóng trôi đi, gục xuống đất, tắt thở chết, hai kẻ đoạt xá thực lực mạnh mẽ như vậy, cứ thế đột tử. Tô dịch khẽ cao mày, trong thần hồn bị hạ cấm chú sao, sở tu này trái lại cũng có thủ đoạn tốt. Vốn, hắn còn tính rút ra thần hồn hai người này, nghiên cứu một phen lai lịch của bọn họ, nhưng bây giờ, chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, ánh mắt tô dịch nhìn về phía đám người đồng tinh hải, thiên xà lão yêu, trừng chân, thương lạc ngữ nơi xa. Một tích tắc đó, đám người đồng tinh hải đều đồng loạt biến sắc, như bị tử thần nhìn thẳng, cả người lạnh toát. Tô đạo hữu, ta và ngươi không oán không thù, lúc trước xảy ra xung đột, chỉ là phụng mệnh làm việc. Nếu đạo hữu nguyện cho ta một con đường sống, đồng mổ nguyện thề sống chết cống hiến, tôn đạo hữu làm chủ. Đồng tinh hải hít sâu một hơi, không mình hành lễ, ta cũng nguyện tôn tô đạo hữu làm chủ, vượt lửa qua sông, tuyệt không chối từ. Thiên xà lão yêu cũng hoảng rồi, vội vàng mở miệng, hai vị lão ma đầu tà đạo hung uy chấn thiên hạ này, giờ phút này đối mặt tô dịch, chỉ như hai con gà con run bần bật, thấp thỏm lo âu, các ngươi không đủ tư cách làm thủ hạ của tô mổ. Tô dịch lạnh nhạt mở miệng, liều mạng với hắn. Trong mắt đồng tinh hải chợt lóe lên ánh sáng hung dữ, phát ra tiếng hét lớn, vung một thanh trường mâu, đánh về phía tô dịch, cùng lúc đó, thiên xà lão yêu cũng đã hành động, chẳng qua hắn lại hướng nơi xa bỏ chạy, rõ ràng là tính thừa dịp thời cơ đồng tinh hải và tô dịch liều mạng để thoát thân, tô dịch thấy vậy, không khỏi lắc đầu không thôi, xe, xe, hắn bấm tay búng liên tục, một đạo chỉ lực cuốn theo lực lượng cấm chế tối nghĩa, như mũi tên nhọn không đâu không phá, trực tiếp xuyên thủng mi tâm đồng tinh hải, để lại một cái lỗ máu chảy đầm đìa. Bóng người bịch một tiếng ngã xuống đất, mất mạng từ đây, một đạo chỉ lực khác, thì cách không đâm thủng lưng Thiên Xà lão yêu, từ trái tim hắn xuyên qua, mang ra một chùm mưa máu màu đỏ tươi, nháy mắt giết địch. Vô luận là ông tinh hải tính liều mạng, vẫn là Thiên Xà lão yêu nhân cơ hội chạy trốn, đều như con kiến, bị gạt bỏ ngay tại chỗ, một màn tanh máu khủng bố đó, làm đám người trừng chân, thương lạc ngữ còn sót lại hoàn toàn rét lạnh trong lòng sinh ra cảm xúc tuyệt vọng bất lực không ức chế được. Tô dịch vốn đã cực kỳ mạnh, lúc này hắn còn nắm trong tay lực lượng cấm chế, tựa như thần linh, căn bản là không thể chiến thắng, thế này còn đánh như thế nào? Các ngươi thế nào, còn có lời gì muốn nói? Ánh mắt tô dịch nhìn qua, trừng chân hít sâu một hơi, hai tay chấp lại, chấp tay nói, tô đạo hữu, mọi việc không thể làm tuyệt, làm tuyệt tất có hậu hoạn. Nếu đạo hữu nguyện ý thu hồi giao mổ, bần tăng có thể dùng tính mạng thề từ nay sau thượng lâm tự sẽ không là địch với đạo hữu nữa về dừng một chút hắn hơi ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tô dịch nếu đạo hữu nhất định phải làm tuyệt trong thời gian về sau sợ là sẽ gặp thượng lâm tự ta thù hận cùng trả thù vĩnh viễn không ngừng nghỉ ở phía sau hắn còn có hai tăng nhân trung niên đứng lúc này ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía tô dịch đang đợi tô dịch làm quyết đoán lại thấy tô dịch bật cười ánh mắt khinh miệt Thượng Lâm tự các ngươi chỉ cần không sợ bị diệt môn, liền cứ việc tới tìm ta là được. Trong tích tắc mà thôi, đã tiêu diệt những kẻ địch này, hồn phi phách tán, dễ dàng như thu gặp rau hẹ. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình thương lạc ngữ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt của nàng đã trắng bệt trong suốt, đuôi lông mày khóe mắt đầy kinh sợ cùng bất an, không còn ngạo ý cùng kiêu căng trước đó nữa. Khi ánh mắt tô dịch nhìn qua, thương lạc ngữ sợ tới mức ngay lập tức rút kiếm, điên cùng thét to, tô dịch, ta thừa nhận, ta lúc trước từng đắc tội ngươi, nhưng đó đều là tranh đấu khí phách, thật muốn tính, giữa ngươi với ta cũng không có thù sâu hận lớn, ngươi vì sao không thể dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Hoa tính phong ngây dại, nàng không ngờ, thương lạc ngữ này khi cầu xin tha thứ, vậy mà cũng tuổi thân và uất ức, phẫn nộ, đúng lý hợp tình như thế, làm như cô ta mới là kẻ bị hại vô tội nhất, nghĩ chút, hoa tính phong cười mỉm nói, tiểu tiện nhân, ngươi bây giờ nếu quỳ xuống, Cả bản thân 108 cái tác, ta có lẽ sẽ giúp ngươi đi cầu tình với tô công tử, ít nhất cho ngươi lúc chết có thể sản khoái một chút, không cần chịu tội nhiều như vậy, thương lạc ngữ cắn đôi môi anh đào, sắc mặt trắng bệt, ánh mắt nhìn về phía tô dịch, không để ý tới hoa tính phong, nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, hoa tính phong nói như vậy, không có gì ngoài muốn mượn cơ hội này sỉ nhục nàng mà thôi, huống chi, thương lạc ngữ lại nào có thể không biết, thật sự quyết định sự sống chết của nàng, là tô dịch. Chỉ thấy tô dịch thẳng nhiên nói, ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là do ta phế đi tu vi của ngươi, đoạt thiên giải cổ kiếm trên người ngươi, từ nay về sau, do ngươi tự sinh tự diệt, tự mình chọn một cái đi, thân thể mềm mại của thương lạc ngữ cũng rung lên nhẹ nhẹ, vừa muốn nói gì, tô dịch liền ngắt lời nói, ngươi nếu nói lời thừa, ta bây giờ sẽ giết ngươi. Đối mặt ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh đó của tô dịch, trong lòng thương lạc ngữ dân lên sự kinh sợ nói không nên lời sắc mặt cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Hoa tính phong khoanh hai tay ở trước ngực, như có hứng thú nhìn một màn này. Tô dịch cho lựa chọn, không thể nghi ngờ rất tàn nhẫn. Lựa chọn điều kiện thứ hai, có lẽ có thể không chết, nhưng đối với thương lạc ngữ loại tu hành giả này mà nói, lại quả thực so với giết nàng càng khó chịu hơn. Thử nghĩ, nàng sở dĩ có thể trở thành nhân vật truyền kỳ một thế hệ trẻ tuổi của đại tần, một là tu vi nàng cực kỳ kinh diễm, thứ hai là vì đạt được một cây thiên giải cổ kiếm kia tán thành khi mất đi tu vi cùng thiên giải cổ kiếm nàng liền như tiên tử cao cao tại thượng bị đánh rớt phàm trần chắc chắn mất đi mọi thứ ngày xưa có được đến lúc đó thứ nàng sẽ đối mặt là thế sự tra tấn cùng đã kích nhất hiểm ác điều này làm hoa tính phong nhớ tới mọi thứ năm đó tô dịch lúc ở thanh hà kiếm phủ từng trải qua khi mất đi tu vi lập tức trở thành đồ bỏ của tông môn thậm chí không thể làm chủ tự quyết bị bắt ở rễ văn gia trở thành một người ở rễ ai cũng châm chọc chà đạp mà thương lạc ngữ thân là nữ tử, nếu thân ở hoàn cảnh như vậy, lại sẽ gặp đã kích tàn khốc cỡ nào. Chỉ nghĩ một chút, bản thân hoa tính phong cũng run sợ không thôi. Đối với tu hành giả mà nói, vô luận nam nữ, một khi mất đi lực lượng, thân phận, địa vị, từ chỗ huy hoàng nhất của cuộc đời ngã xuống phàm trần, vậy tình cảnh đối mặt, quả thực có thể xưng lạc, sống không bằng chết. Hồi lâu sau, thương lạc ngữ hít sâu một hơi, gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tô dịch, vẻ mặt mơ hồ mang theo một mảng điên cuồng nói đây đều là các ngươi ép ta thanh âm lộ ra hận ý nồng đậm vang vọng khu vực phụ cận đại điện khen. mà ở lúc thanh âm còn đang quanh quẩn ở sau lưng thương lạc ngữ một cây thanh kiếm lưỡi bản rộng kia chợt lướt ra thiên giải cổ kiếm kiếm này vừa ra thân kiếm dài bốn thước rộng bảy tấc kéo theo một mảng kiếm khí màu đen ngập trời khí tức hủy diệt khủng bố cũng theo đó tràn ngập ra nhìn kỹ trên thân kiếm kia còn khắc một bức đồ đằng kỳ dị, bộ dáng giống như thần thú hải trải, dương nanh múa vuốt, lộ hết hung uy, quả nhiên, đây là một món yêu binh linh đạo đã sinh ra tính linh hồn thể. Trong mắt tô dịch hiện lên một tia giật mình, sống ở thiên thủy sơn trang lần đầu tiên nhìn thấy thương lạc ngữ, hắn đã phát hiện, cự kiếm nàng này đeo trên lưng không đơn giản, hơn nữa đại khái suy đoán ra, kiếm này ẩn chứa một luồng hồn thể, ký sinh ở trong cơ thể nữ tử này nhưng vẫn chưa tiến hành đoạt xá, cho nên, tô dịch mới có thể nói, thương lạc ngữ là nửa kẻ đoạt xá. ầm, uhm. Cự kiếm ngang trời, chém về phía tô dịch, kiếm khí màu đen che cả bầu trời, yêu khí dày đặc, khủng bố không cùng, hầu như cùng lúc đó, bóng người thương lạc ngữ chợt lóe, giết về phía hoa tính phong, một người, phân biệt đi đối phó tô dịch cùng hoa tính phong, hành động như vậy tỏ ra cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng tô dịch lại như hiểu ra, khóe môi không khỏi nổi lên một tia khinh thường, hắn phất tay áo bào, ầm. Đầy trời dâng lên lực lượng cấm chế tối nghĩa, giống như nước thiên hà mênh mông cuồn cuộn, ở trên không cứng rắn va chạm với thiên giải cổ kiếm, kiếm này quả thực cực siêu phàm, uy lực vô cùng, nhưng khi đối mặt cấm chế, cửu tuyệt phong thiên trận do hồng thiên yêu hoàng tự tay bố trí đã kích, liền tỏ ra không chịu nổi, chỉ trong tích tắc chỉ nghe tầm một tiếng nổ kinh thiên, thiên giải cổ kiếm gào thét, ở trong kịch liệt rung rẩy, bị hung hăng trấn áp giam cầm, mặc cho dãy dụa cũng không làm nên chuyện gì. Chết, cùng lúc đó, thương lạc ngữ đã xuất hiện ở trước người hoa tính phong, nàng vung bàn tay trắng nõn như ngọc, mang theo một mảng mũi nhọn màu đen yêu dị, đâm về phía hoa tính phong, phốt. Đầu hoa tính phong trực tiếp bị bổ rơi xuống, thương lạc ngữ xoay phát người lại, nhìn về phía tô dịch nơi xa, nụ cười đầy mặt, đắc ý hơn nửa điên cuồng, người muốn cho ta sống không bằng chết, ta liền đánh bạc tính mạng, giết nữ nhân này bên cạnh ngươi, cho ngươi cả đời đều sống ở trong ấy nấy. Thương lạc ngữ chợt phát hiện, phản ứng của tô dịch không thích hợp. Đang ở lúc nàng khó hiểu, một thanh âm non nớt đáng thương vang lên ở trong thức hải của nàng. Chủ nhân, ngươi mới vừa rồi hủy diệt, chỉ là một đạo thế thân phù, thể thân phù, thương lạc ngữ như bị sét đánh, khó có thể tin nói, đây là cái quỷ gì. Lúc này, nơi xa xa, hiển lộ ra một bóng người, rõ ràng chính là hoa tính phong nàng lòng còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán sắc mặt khó coi vừa rồi một đòn đó vậy mà vô cùng sắc bén khủng bố khiến tất cả sự ngăn cản của nàng đều giống như tờ giấy chưa tạo ra được bất cứ tác dụng gì cũng là ở thời khắc nguy cơ vạn phần bóc nát thế thân phù luôn giấu ở lòng bàn tay mới tránh được một kiếp nạn này ầm uhm. cùng lúc đó cô dịch ra tay cách không gian nhấn một cái cấm chế đầy trời rơi xuống như cơn mưa ánh sáng bao trùm bóng hình xinh đẹp của thương lạc ngữ Khai Thương lạc ngữ toàn lực giải dụa, gần như mang một thân tu vi vận chuyển tới cực điểm, hơn nữa vận dụng cấm thuật như liều mạng, một thân khí cơ và lực lượng giống như thiêu đốt, phóng ra uy lực chưa từng có, nhưng ở dưới lực lượng cấm chế cỡ đó trấn áp, lại khiến tất cả sự giải dụa của nàng chỉ như bọ ngựa đấu xe, uy lực phóng thích trên người nàng bị mài mòn hưu diệt như hạ cấu nghiền nát thương lạc ngữ. Khai Thương lạc ngữ toàn lực giải dụa, gần như mang một thân tu vi vận chuyển tới cực điểm, hơn nữa vận dụng cấm thuật như liều mạng, một thân khí cơ và lực lượng giống như thiêu đốt, phóng ra uy lực chưa từng có, nhưng ở dưới lực lượng cấm chế cỡ đó trấn áp, lại khiến tất cả sự giải dụ của nàng chỉ như bọ ngựa đấu xe, uy lực phóng thích trên người nàng bị mài mòn hủy diệt như hẻ gãy nghiền nát thương lạc ngữ, khai. Thương lạc ngữ toàn lực giải dụ, gần như mang một thân tu vi vận chuyển tới cực điểm, hơn nữa vận dụng cấm thuật như liều mạng, một thân khí cơ và lực lượng giống như thiêu đốt phóng ra uy lực chưa từng có nhưng ở dưới lực lượng cấm chế cỡ đó trấn áp lại khiến tất cả sự dãy dụa của nàng chỉ như bọ ngựa đấu xe uy lực phóng thích trên người nàng bị mài mòn hủ diệt như hẻ gãy nghiền nát trắng như tuyết hồng hào miệng màng rất đáng yêu chỉ là giờ phút này như chịu kinh hãi rất lớn toàn bộ thân thể cuộn lại cả người run rẩy không thôi thì ra chỉ là tính linh hồn thể vừa sinh ra trách không được lực lượng yếu như vậy tô dịch nhìn quét tiểu cô nương đã nhìn thấu chi tiết của đối phương linh đạo thần binh lại được gọi là linh bảo một ít linh bảo cực hiếm thấy trải qua tu đạo giả không ngừng nuôi dưỡng cùng rèn luyện có thể sinh ra tính linh ý thức linh bảo có thể rèn luyện ra tính linh ý thức tuyệt đối là trong ngàn cái mới có một như một đạo ma linh kia đoạt xá tô hoàng lễ chính là một luồng tính linh ý thức minh ngục lôi hình chung sinh ra tiến một bước nữa tính linh ý thức liền có thể hóa thành tính linh hồn thể có được trí tuệ cùng linh tính nhất định, linh bảo có thể có được tính linh hồn thể, nói là trong vạn không có một cũng không đủ, cần đại nhân vật cấp luyện khí tông sư, hao phí tâm huyết thật lớn cùng các loại thần liệu có một không hai, mới có thể từng bước một nuôi dưỡng ra, mà tính linh hồn thể sau khi trưởng thành lên, có thể hóa thành bảo hồn, cũng chính là linh vật loại kiếm hồn, đao hồn, thương hồn trong mắt tu hành giả, đến mức này, đã là linh bảo cấp bậc cao nhất. Giống như loại bảo vật này, mỗi một thứ đều có thể xưng lông phượng sừng lân, vô cùng hiếm có, không chỉ cần tu hành giả lấy tâm huyết, thần liệu cùng bí pháp nuôi dưỡng thời gian dài, còn cần cơ duyên cùng cơ hội nhất định, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Một cây linh kiếm có được kiếm hồn, đủ cho đại tu sĩ linh đạo tranh vỡ đầu, khiến nhân vật hoàn cảnh cũng động lòng. Quy lực khủng bố của nó, cũng hơn xa linh bảo bình thường có thể so sánh, tiểu cô nương trước mắt này, là do tính linh ý thức lột xác ra tính linh hồn thể so với một đạo ma linh kia đoạt xá tô hoàng lễ còn hơn một bậc hơn nữa tiểu cô nương đã có được khả năng trưởng thành làm bảo hồn tiềm lực rất lớn chẳng qua tiểu cô nương rõ ràng là vừa từ trong thiên giải cổ kiếm kia sinh ra không lâu thực lực cực kỳ gầy yếu đây chính là nguyên nhân thương lạc ngữ không lo lắng bị đoạt xá đối mặt ánh mắt đánh giá của tô dịch tiểu cô nương run bần bật càng thêm hoảng sợ cùng bất an khen. Tô dịch lấy tay chọc một cái, thiên giải cổ kiếm sớm bị giam cầm rơi vào trong tay, sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía tiểu cô nương, nói, ngoan ngoãn trở về. Tiểu cô nương nào dám từ chối, bóng người chợt lóe, liền dung nhập trong thiên giải cổ kiếm, bo. Nơi xa, vang lên một tiếng tác thanh thúy, chỉ thấy hoa tính phong tiến lên, tác một cái ở trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt kia của thương lạc ngữ, một cái tác này, đánh người có mắt không trồng. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn như mở đông của thương lạc ngữ nhất thời sưng đỏ lên, nàng phẫn nộ kêu to, có gan người cứ giết ta. Bọ, lại là một cái tác, hoa tính phong nói, một cái tác này, đánh ngươi không biết tốt xấu. Bọ, bọ, bọ. Hoa tính phong rõ ràng tích góp đầy bụng cân tức, không chút khách khí liên tục và thương lạc ngữ một trận bạc tai, mỗi một cái tác đều tràn đầy lực đạo, trong mấy nháy mắt mà thôi. Thương Lạc Ngữ đã bị đánh cho tóc tai bù xù, đầu sưng đỏ như đầu heo, miệng nàng rách ra, răng rụng, nói cũng nói không nên lời. Cổ nhân nói rất đúng, nữ nhân một khi ra tấn nữ nhân, sẽ chỉ so với nam nhân càng ác hơn. Người xưa không lừa ta, Tô Dịch nơi xa cũng có chút không đành lòng nhìn nữa, lắc đầu nói, giết ả là được. A, à, cũng được. Lửa giận trong lòng Hoa Tính Phong đã phát tiết hơn phân nữa, lo lắng đánh tiếp, lưu lại ấn tượng không tốt cho Tô Dịch lập tức rút ra một thanh trường kiếm loan lỗ vết kỹ kia bên hông, đâm vào trái tim thương lạc ngữ, Phốc. Khi thân kiếm rút ra, thương lạc ngữ vị nhân vật truyền kỳ một thế hệ trẻ tuổi này của đại tần, từ đây ở trong vô tận nhục nhã cùng tuyệt vọng mất mạng, hoa tính phong thu hồi trường kiếm chạy bước nhỏ tới bên cạnh tô dịch, xấu hổ cúi đầu, Trục rè nói, để công tử chê cười rồi, nếu không phải tiện nhân này chọc tức ta, giống như ta loại tính tình tốt này, bình thường còn không thèm tra tấn kẻ địch như vậy. Tô dịch nhìn nhìn hoa tính phong cúi đầu, giống như trẻ con làm sai, không khỏi buồn cười, được rồi, đi thu thập chiến lợi phẩm đi. Nhắc tới ba chữ, chiến lợi phẩm, hoa tính phong nhất thời hưng phấn hẳn lên, mắt đẹp long lanh, nói, được rồi, nàng như sốt ruột không chờ nổi, bắt đầu ngay lập tức hành động. Tô dịch thì nhìn nhìn thiên giải cổ kiếm trong tay, thầm nghĩ, thanh kiếm này để lại cho Linh Tuyết làm bảo vật cũng không tệ, chẳng qua, phải chờ lúc nàng bước vào con đường nguyên đạo mới được, nếu không, sợ là không trấn được hồn thể kiếm này. Lúc suy nghĩ, hắn tùy tay thu kiếm này vào trong tuyết phù ngọc bội, quy lực thiên giải cổ kiếm quả thực có thể xưng mạnh mẽ, hơn nữa về sau có tiềm lực rất lớn ngưng kết ra kiếm hồn, nhưng trong tay tô dịch cũng không thiếu kiếm, trừ huyền ngô kiếm, hắn còn có tuyệt thương hung kiếm, nhất là huyền ngô kiếm, vẫn luôn do mình lấy tâm huyết nuôi dưỡng rèn luyện, khắc thôn linh sắc lệnh, càng phong ấn một luồng lực lượng thần hồn thuộc về minh diễm ma tước, luận uy lực, bây giờ có lẽ không bằng thiên giải cổ kiếm cùng tuyệt thương hung kiếm, nhưng nếu luận tiềm lực, hai thanh kiếm này còn xa mới có thể so sánh, mà thiên giải cổ kiếm so sánh tuyệt thương hung kiếm, thứ trước tiềm năng lớn hơn một chút, dù sao đã ngưng kết ra tính linh hồn thể, uy lực của kẻ sau thì mạnh hơn một bậc. Tô dịch tính về sau nếu có cơ hội, liền mang tuyệt thương hung kiếm một lần nữa tế luyện, lấy thủ đoạn của mình, Mang thanh kiếm này rèn luyện ra, kiếm hồn hẳn là không có vấn đề lớn, không bao lâu, Hoa Tĩnh Phong quay về, nét mặt tỏa sáng, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy vui sướng không giấu được, Tô công tử, lần này chúng ta phát tài lớn rồi. Nàng giọng thanh thúy mở miệng, Liễu Triếu mang chiến lợi phẩm lục soát được lần lượt nói cho Tô dịch, chính loại lục phẩm linh dược, 20 khối linh thạch bậc 6, đây là bảo bối giá trị đắt đỏ nhất, cũng hiếm lạ nhất trong chiến lợi phẩm. Đặt ở cảnh nội đại tầng, cũng là đại cơ duyên trong mắt các tu sĩ nguyên đạo kia. Ngoài ra, còn có 59 loại ngũ phẩm linh dược, 130 khối linh thạch bậc năm, cái này cũng là tài nguyên tu hành trận phẩm nhất lưu đứng đầu, dù là trong tay nguyên phủ cảnh cũng có được không nhiều, mà bảo vật như linh tài, thần liệu, cộng lại cũng có hơn 100 loại, có thể thỏa mãn tu sĩ nguyên đạo luyện chế bảo vật, mà nếu luận thu hoạch lớn nhất, thuộc về hơn 10 món nguyên đạo linh binh. Bảo vật như thiên sương trường thương trong tay A Lẫm thanh huyết chiến kích trong tay tần động hư vân vân, có cái cũng đã có được tính linh ý thức, chỉ riêng giá trị những nguyên đạo linh binh này, đã vượt xa thu hoạch khác. Coi như không tệ. Tô dịch tương đối bình tĩnh hơn không ít, vô luận là những linh tài, linh dược kia, hay là linh thạch, linh binh, đều là tài nguyên tu hành cấp bậc nguyên đạo, ở trong thế tục này có lẽ rất trân quý cùng hiếm lạ, nhưng đối với tô dịch mà nói, cũng chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của tu sĩ nguyên đạo mà thôi. Nghĩ chút, Tôi dịch phân phó, linh thạch, linh dược các thứ, đều giao cho ta, thứ khác, ngươi tự chọn lựa là được. Hoa tính phong vẫy ngón tay cái, mặt mày hớn hở ca ngợi, tô công tử hào phóng. Tô dịch bổ sung nói, nhớ kỹ, của ta là chính thành, của ngươi là một thành, hoa tính phong, nhưng, mặc dù là một thành, đã khiến trong lòng hoa tính phong nở hoa, dù sao, trong lần hành động này, nàng hoàn toàn không giúp được cái gì, quả thực không có gì khác với nhặt miễn phí rất nhanh, hoa tính phong đã chọn lựa một ít bảo vật mình vừa lòng, sau đó giao bảo vật khác cho tô dịch. tô dịch chỉ nhìn lướt qua, liền thu vào trong tuyết phù ngọc bội. trong lòng mơ hồ thậm chí có một tia thất vọng. những lão già này coi như là nhân vật cấp bậc đứng đầu cảnh nội đại tầng, nhưng bảo vật trên người lại cũng không có bảo bối đáng giá lưu ý. cũng đúng, lần này bọn họ đến loạn linh hải là tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên không có khả năng mang một ít bí bảo lai lịch đặc thù mang theo ở trên người tô dịch thầm nghĩ mà khi ánh mắt đảo qua thi thể đám người tần phất nếp hành không a à lẫm tô dịch không khỏi lắc lắc đầu thần hồn những kẻ đoạt xá này đều bị sở tu kia hạ cấm chú ở lúc trước sau khi ma ngẫu của sở tu bị thua những người này liền chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ không thể nghi ngờ cấm chú trên thân những người này liên quan với tính mạng ma ngẫu sở tu ma ngẫu vừa hủy thần hồn những người này cũng sẽ bị lực lượng cấm chú tiêu diệt dưới tình huống bực này lấy thủ đoạn của tô dịch, cũng không cách nào đi ngăn cản. Tự nhiên, hắn cũng liền không có cơ hội đi bóc ra thần hồn đối phương, nghiên cứu lai lịch đối phương nữa. Đi, đi tòa cung điện này nhìn một cái. Tô dịch vứt bỏ tạp niệm, thuận chân đi đến trước cửa chính một tòa cung điện rộng lớn kia. Hoa tính phong theo sát sau đó, nói, công tử, lúc trước sở tu kia nói, tòa cung điện này chính là hồn thiên yêu hoàng khai phái tổ sư quần tiên kiếm lâu xây dựng lần này trên loạn linh hải xuất hiện một hồi cảnh tượng lạ có một không hai kia, chỉ sợ cũng chính là cơ duyên trong tòa cung điện này dẫn phát. Đôi mắt nàng sáng lên, tràn ngập chờ mong, cũng không biết, cái này phải là cơ duyên như thế nào. Một tông môn cổ xưa biến mất ở thật lâu trước kia, ở sau khi cách không biết bao nhiêu năm tháng, di tích nó lưu lại ngang trời xuất thế, dẫn phát hiện tượng lạ có một không hai, cơ duyên giấu trong đó, sao có thể tầm thường. Vào xem chút là biết, tô dịch nói xong, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ở trên cửa chính cao chính trượng, khắc nhiều loại đồ án hoa văn cổ xưa, ầm. Cửa chính từ từ mở ra một khe hở, tô dịch cùng hoa tính phong lập tức tiến vào trong đó, trên loạn linh hải, trong một mảng hải vực phân tán rất nhiều đá ngầm, sở tu mặc một bộ áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt xanh lét, sắc mặt âm trầm khó coi, khí tức trên người mãnh liệt đáng sợ, tô dịch à tô dịch, một kế hoạch bổn tọa trù tính đã lâu, cứ như vậy bị người phá hủy rồi hắn lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hận ý lành lạnh, cùng với một tia bất đắc dĩ nói không nên lời, đáng tiếc, bản tôn của ta ở cảnh nội đại hạ, ào đột nhiên, trên mặt biển nơi xa chợt xuất hiện một mảng sương mù màu máu, che cả bầu trời, trong loáng thoáng, như có một tòa bảo tháp nghìn trượng xây bằng sương trắng, ở trong đó như ẩn như hiện, bạch cốt bảo tháp. Con ngươi sở tu co lại, trên mặt lộ ra nét kiên kỵ thật sâu, trên loạn linh hải, có bốn sự vật cấm kỵ lớn, bạch cốt bảo tháp là một trong số đó chỉ cần nơi nó xuất hiện sẽ kèm theo sương mù màu máu ngập trời một khi nhìn thấy nó nhất định phải tránh đi xa xa nếu không vô luận tu vi cao thấp chỉ cần bị sương mù màu máu kia bao trùm sẽ hóa thành một đống xương khô trở thành một bộ phận của bạch cốt bảo tháp kia cũng không biết đây là cái quỷ gì vô số năm tháng tới nay thế mà chưa ai có thể thăm dò được bí mật trong đó sở tu xa xa nhìn bạch cốt bảo tháp như ẩn như hiện ở trong sương mù màu máu cũng không tránh khỏi kinh hãi một phen càng là thứ chưa biết không thể nghi ngờ càng hung hiểm sở tu những năm gần đây vào nam ra bắc từng đi không biết bao nhiêu nơi trên thương thanh đại lục từng gặp không biết bao nhiêu nơi hung hiểm quỷ dị nhưng giống bạch cốt bảo tháp này tồn tại thần bí chưa biết như vậy hắn cũng chỉ từng thấy ở trong ít ỏi vài nơi cấm địa có thể xưng thế gian đại hung ví dụ như tu di tiên đảo linh lung quỷ vực tiên minh chi uyên vân vân cảnh nội đại hạ trong lời đồn mọi thứ chưa biết đều sẽ ở lúc một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến công bố đáp án có lẽ khi đại thế rực rỡ này thật sự tiến đến trong loạn linh hải này sợ cũng sẽ xảy ra một hồi kinh biến trước nay chưa từng có dù sao nơi đây vùi lấp nhiều di tích đạo thống cổ xưa ở trên toàn bộ thương thanh đại lục cũng có thể xếp vào năm hạng đầu ngay tại lúc sở tu suy nghĩ Ào sương mù màu máu càng lúc càng gần, rập trời rập đất mà đến, Sở Tu không dám lưu lại nữa, xoay người rời đi. Tính toán, Hoàng đế đại hạ tổ chức Lang Đài Pháp hội, hơn 5 tháng thời gian nữa sẽ mở màn, đây chính là cơ hội duy nhất tiến vào Tu Di Tiên Đảo, tuyệt không thể bỏ lỡ. Hắn quyết định quay về đại hạ, lần hành động này đã hủy diệt một khối ma ngẫu, đã làm hắn đau lòng vô cùng, nếu ngay cả khối ma ngẫu này bây giờ cũng hủy ở trong loạn linh hải này, vậy bản tôn hắn thế nào cũng đau thịt đến điên mất, sở tu rời khỏi vẫn chưa chú ý tới, một mảng sương mù màu máu mãnh liệt kia cùng bạch cốt bảo tháp, đang hướng về chỗ di tích quần tiên kiếm lâu di chuyển, bất quy đảo, ở ngoài 10 dặm, đã là bóng đêm, trên một hòn đảo trôi nổi ở trên mặt biển kia sáng lên từng ngọn đèn lồng xanh lét, mấy trăm hơn một ngàn, giống như tinh tú lóe lên tắt sáng, trên không hòn đảo hiện ra một vài cảnh tượng như u minh, có trăm quỷ đi đêm, xuyên qua ở trong con sông đục ngầu màu máu cánh hoa đỏ tươi giống như lửa thiêu đốt, phủ kín một ngọn núi xương, có cánh cửa thần bí đứng sừng sững ở trong quỷ vụ, nơi xa, khi thấy một màn như vậy, nữ tử mặt ngọc bào trắng trong thuần khiết, đóng giả nam, ngồi ở trên vai con vượng khổng lồ màu trắng kia không khỏi nheo lại đôi mắt đẹp, nàng nâng lên quạt lông trong tay, chỉ vào bất quy đảo nơi cực xa, trùng dương, ngươi cảm nhận được chưa, trên hòn đảo kia, hình như có khí tức sinh mệnh, trong ánh mắt trong suốt của con vượng khổng lồ màu trắng hiện lên một mảng ngơ ngẩn, nói, sư tôn, đồ nhi vẫn chưa phát hiện. Phải không, nữ tử giật mình, đột nhiên than khẽ, nếu không phải nơi đây quá hung hiểm, ta trái lại muốn đi bên trên nhìn một cái. Trong năm tháng từ xưa đến nay, vẫn luôn có một thiết luật phàm ai tới gần quanh bất quy đảo mười dặm, đều như bước lên con đường không lối về, vô luận tu vi cao thấp, máu thịt sẽ hóa thành tro tàn thần hồn sẽ bị những ngọn đèn lồng xanh biếc kia thu lấy đến nay chưa từng có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát nạn dẫn tới thẳng đến bây giờ cũng chưa ai biết trên bất quy đảo kia rốt cuộc cất dấu huyền cơ cỡ nào cho dù lấy tu vi mạnh mẽ cấp bậc linh đạo kia của nữ tử ở thời khắc cỡ này cũng không dám vượt giới hạn một bước bởi vì nàng cũng phát hiện trên bất quy đảo kia tồn tại một luồng lực lượng cấm kỵ cực kỳ khủng bố mạnh đến mức khiến nàng cảm nhận được mãnh liệt một khi tới gần rất có thể sẽ gặp tai ương ngập đầu sư tôn chúng ta nên trở về nhìn một cái, tình huống chỗ di tích quần tiên kiếm lâu kia hay không? Con vượng khổng lồ màu trắng thấp giọng nói, cho dù cách xa 10 dặm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng, trên bất quy đảo kia toát ra cảnh tượng lạ khủng bố âm trầm, điều này làm con vượng khổng lồ màu trắng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, như mũi nhọn đặt trên lưng, khắp cả người phát lạnh, cũng được. Nữ tử gật đầu, khi con vượng khổng lồ màu trắng cùng nữ tử xoay người rời khỏi không lâu, trên bất quy đảo kia đột nhiên có một đôi đèn lồng xanh biếc bay lên tựa như một đôi mắt xanh biếc xa xa nhìn về phía quần tiên kiếm lâu sau đó bất quy đảo có thể xưng nơi cấm kỵ này vậy mà như sống lại lặng yên không một tiếng động từ mảnh hải vực này dịch chuyển rời khỏi lão gia hỏa cái đó sẽ không là thuyền tái tinh chứ ở sâu trong hải vực phụ cận di tích quần tiên kiếm lâu con người các kim co lại trên mặt biển nơi xa nhất lên sóng triều tận trời một mảng ánh sao lấp lánh chợt xuất hiện, chiếu sáng lên mảng bầu trời đêm u ám âm trầm kia, hào quang như mộng ảo bay lả tả, nhìn kỹ, đó rõ ràng là một con thuyền nhỏ ba trượng, giống như thuyền hái sen, chở đầy ánh sao mát lạnh sáng ngời, lấp lánh vô cùng, mau, vận chuyển huyền vũ bé tức quyết. Thanh âm lão gia hỏa vang lên ở trong thức hải, vô cùng lo lắng, hỗn hển mắng to, con mẹ nó, địa phương quỷ quái này sao càng ngày càng quý di lần này thật ra không cần lão nhắc nhở, các kim đã vận chuyển công pháp này, thu liễm hết khí tức toàn thân, khiến các kim âm thầm thở vào là, thuyền tái tinh kia ở xa xa đã dừng lại bất động, chỉ có trên thuyền tảng mát ra ánh sao mát lạnh, chiếu sáng lên mảng trời cùng biển kia, thần bí mà quỷ dị, nhưng, một màn kế tiếp xảy ra, lại khiến trong lòng các kim lạnh toát, cả người đều không ổn, chỉ thấy hướng Tây Nam, một mảng sương mù màu máu lặng yên tràn ngập, một tòa bảo tháp xương trắng nhìn trượng thần bí như ẩn như hiện ở trong đó. Trên hải vực phía đông, một con vượng khổng lồ màu trắng cao chính trượng kia đi mà quay lại, trên vai nó, còn một nữ tử mặt giả nam ngồi. Trên hải vực đông bắc, có một hòn đảo quỷ dị lặng yên di chuyển đến, trên hòn đảo có mấy trăm hơn một ngàn đèn lồng xanh biếc phát sáng, có cảnh tượng khủng bố như U Minh lần lượt hiện lên. Sớm biết, ta sớm chút rút đi rồi. Khóe môi các kim run rẩy, hối hận xanh cả ruột một màn này xảy ra đêm nay thật sự không thể tưởng tượng, lộ ra quỷ dị cùng khác thường, làm người ta không rét mà run. Trong thức hải, trong lòng lão gia hỏa kia cũng sợ hãi, ngượng ngùng nói, ai, trường hợp nhỏ mà thôi, lão phu năm đó từng gặp nhiều trường hợp lớn rồi, trước mắt loại thế cục này, cũng chỉ thường thôi. Đừng khẩn trương, thực xảy ra cái gì bất trắc, lão gia này hít sâu một hơi, nghiến răng một cái, hung tợn nói, chúng ta chạy thôi. Các kim hắn đã vô lực quán thầm, thực đến trên thời điểm mấu chốt, lão gia hỏa này so với mình còn nhát gan hơn. Cùng lúc đó, trên vai con vượng khổng lồ màu trắng, nữ tử tay cầm quạt lông cũng lộ ra một mảng vẻ mặt ngưng trọng, lẩm bẩm, có chút không thích hợp, sự vật cấm kỵ trong loạn linh hải này, trừ tán linh sơn kia, tựa như đều bị di tích quần tiên kiếm lâu này hấp dẫn đến đây. Chẳng lẽ, trong di tích này đã xảy ra kinh biến nào đó? Mới nói tới đây, đôi mắt đẹp của nàng chợt co lại, chỉ thấy trên hướng Tây Nam, một mảng sương mù màu xám ngập trời lướt ngang đến, ở sâu trong sương mù, là một ngọn núi lớn, cao chừng nghìn trượng, trên đó bao trùm bốn sợi xích màu đen to như mãng long, mỗi sợi xích đều trói vượt một xác ướp cổ quỷ dị, tán linh sơn. Giờ khắc này, bốn đại sự vật cấm kỵ trên loạn linh hải, thế mà toàn bộ đến đông đủ, hội tụ ở trong khu vực phụ cận di tích quần tiên kiếm lâu, yên lặng bất động, tựa như đều đang chờ đợi cái gì. Mặt biển vốn sóng triều mãnh liệt tận trời cũng trở nên yên tĩnh, gió êm sóng lặng, ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Sư Tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Con vượng khổng lồ màu trắng dựng cả lông tóc lên, xa xa nhìn tán linh sơn, bạch cốt bảo tháp, thuyền tái tinh cùng bất quy đảo kia, khiến nó cũng có cảm giác hít thở không thông. Xem chút nữa, thứ kế tiếp xảy ra, nhất định rất thú vị. Ổn định tâm thần, ánh mắt nữ tử nhìn về phía cửa vào di tích quần tiên kiếm lâu, nói, nếu thực xảy ra cái gì nguy hiểm, chúng ta trực tiếp xông vào trong đó là được. Thời gian trôi qua từng chút một, bầu không khí yên tĩnh áp lực, lan tràn ở mảng hải vực này, mà ở sâu trong quần tiên kiếm lâu, trong một tòa cung điện rộng lớn kia. Đại điện to lớn rộng rãi, do 36 cây cột đá chống đỡ, trên bốn bức tường, được thảm từng ngọn đèn cung đình đồng xanh, đèn nến trường minh, trải qua vô tận năm tháng biến thiên cũng chưa từng tắt, chiếu đại điện một mảng cảnh tượng huy hoàng sáng ngời, ánh mắt tô dịch tỏa ra xung quanh, liền nhìn về phía chỗ sâu trong đại điện, cuối đại điện, là một đài ngọc chính tầng, trên đài ngọc chỉ cô đơn bài trí một tấm bồ đoàn, một bậc một tầng trời, ngồi trên đài ngọc, tựa như ngồi cao trên chín tầng trời, ngồi mà luận đại đạo, bố cục bực này, trái lại cũng không tầm thường, tô dịch lưỡng thưởng đi qua, chỉ thấy trên chính tầng bậc ngọc kia, mỗi một tầng đều khắc đạo văn đồ đẳng thần diệu, tỏa ra dao động cấm trận tối nghĩa, đánh giá qua chút, tô dịch liền phân biệt ra, đây là đạo văn kết giới do nhân vật hoàn cảnh khắc, thuộc loại lực lượng cấm trận cực khủng bố, chỉ có nhân vật hoàn cảnh nắm giữ lực lượng hoàng đạo, mới có thể bố trí, nhưng, trải qua vô tận năm tháng biến hóa, lực lượng đạo văn kết giới trên chín tầng bậc đá này đã sớm sắp tiêu hao hết, chỉ còn lại có khí tức dao động mỏng manh, tô công tử ngươi xem, trước bồ đoàn kia đặt một cái hộp ngọc. Hoa tính phong kích động mở miệng, nói xong, muốn cất bước đi lên. Khoan đã, tôi dịch túng chặt cánh tay nàng, kéo tới bên cạnh mình, người nếu cứ như vậy bước lên, sợ là nháy mắt sẽ hồn phi phách tán. Hoa tính phong ngẩn ra, sau đó kinh hải toát mồ hôi lạnh đầy người, nói, bậc đá này còn có cấm trận, không sai, hơn nữa nếu ta không đoán sai, hẳn là hồn thiên yêu hoàng tổ sư quần tiên kiếm lâu tự tay bố trí cho dù lực lượng cấm trận này đã không còn lại bao nhiêu, nhưng muốn giết chết tu sĩ dưới linh đạo, cũng là dễ như trở bàn tay. Tô dịch giải thích một câu, hoa tính phong hít một ngụm khí lạnh, lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi đã đi một chuyến ở trước quỷ môn quan. Ánh mắt tô dịch đánh giá những tầng bậc đá kia, một lúc sau mới nói, ngươi tạm ở lại tại chỗ đừng nhúc nhích, dứt lời, hắn đi thẳng lên, hai tay mười ngón toát ra linh quang, ở trên không nháy mắt phát họa ra một bộ phù trận đồ án kỳ dị tối nghĩa. Khách ở trên tầng tầng bậc đá thứ nhất kia, ông. Trên bậc đá linh quang lưu chuyển, chợt toát ra một mảng cơn mưa ánh sáng lực lượng cấm chế tối nghĩa, lặng yên dung hợp cùng trận đồ tô dịch phát họa ra, sau đó, tô dịch cất bước đi tới, nhất thời, hoa tính phong ngẩn ngơ, tô dịch rõ ràng chỉ là đi lên một tầng bậc đá mà thôi, nhưng cho nàng cảm giác, lại như đi lên trên một tầng trời, xa xôi đến mức không thể chạm tới, chỉ có thể nhìn lên. Cái này, hoa tính phong cảm xúc dân trào rốt cuộc biết lần này nếu không phải tô dịch mà là đổi làm người khác cho dù là đại tu sĩ linh đạo đến đây sợ cũng không lên được một tầng bậc đá nhìn như tầm thường này bởi vì đó là hồn thiên yêu hoàng để lại ở trước mặt lực lượng tựa như chí cao bậc này đại tu sĩ linh đạo chung quy cũng chỉ là tồn tại như con kiến mà ở trong thời gian kế tiếp tô dịch làm tương tự lên mỗi một tầng bậc đá liền vận dụng bí thuật bố trí phù trận đồ án lần lượt dung nhập trong đạo văn kết giới trên bậc đá kia, do đó từng bước mà lên, rất nhanh, bóng người hắn đã đi tới trên chín tầng bậc đá, mà ở trong mắt hoa tính phong, tô dịch giờ phút này, như đặt mình ngoài cửu thiên, mờ mịt mà cao xa, như thần linh, làm cho người ta dần sinh ra sự kính ngưỡng sợ hãi, hồng thiên yêu hoàng này năm đó lúc ngồi trên cao nơi đây, lại nên uy phong cỡ nào. Hoa tính phong rung động, nàng chỉ là tu sĩ nguyên đạo, cho dù đến từ thập phương cát, nắm giữ nhiều chuyện cơ mật của thế gian này, nhưng khi đối mặt chuyện liên lụy đến một vị nhân vật hoàn cảnh để lại bực này, vẫn như cũ cảm nhận được một loại nhỏ bé cùng tái nhật nói không nên lời, đó là một loại nhỏ bé khi hạng người như phàm tục, nhìn lên tiên thần trên trời. Hắn thì sao? Lại vì sao có thể ở trước bảo tọa hồn thiên yêu hoàng để lại, như dẫm trên đất bằng? Nhìn bóng người tô dịch, tâm thần hoa tính phong rung rẩy, ánh mắt hoảng hốt ở trước khi tiến vào di tích quần tiên kiếm lâu này nàng vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy nhận biết đối với tô dịch cũng chỉ cực hạn ở trước kia nghe nói nhưng thẳng đến lúc tô dịch dễ dàng mở ra cấm trận cửa chính tòa cung điện này nhìn hắn như tản bộ sân vắng đi lên trên chính tầng bậc đá kia hoa tính phong lúc này mới ý thức được một vấn đề tô dịch vậy mà tựa như đối với thủ đoạn của nhân vật hoàn cảnh cũng rõ như lòng bàn tay cái phát hiện này khiến cả người hoa tính phong đều dạy ra ở đó trong lòng lật sông nghiêng biển, gã này. Rốt cuộc là loại người nào, tô dịch không biết, tâm cảnh hoa tính phong giờ phút này sẽ kích động như vậy. Lúc này, hắn đứng ở trên chín tầng bậc đá kia, ánh mắt trước nhìn về phía một cái bồ đoàn kia, chăm chú nhìn một lát, hắn không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ. Bồ đoàn này rõ ràng là một món đạo bảo trên ý nghĩa thật sự. Do cửu loại tơ thiên linh thần tàm bệnh thành, trải qua nhiều thủ đoạn cấm chế thêm vào cùng tế luyện, làm tu đạo giả ngồi ở trên đó, Lúc nào cũng có thể cảm ngộ được khí tức đại đạo trong thiên địa, nếu là dùng để tu luyện, có thể dễ dàng khiến tâm thần và đại đạo phù hợp, thực hiện cảm ngộ cấp bậc sâu cực hạn nhất, cho dù là ở đại hoang cửu châu, bồ đoàn này cũng là một bảo bối khó lường, đủ để nhân vật hoàn cảnh bỏ vốn gốc đi tranh đoạt, nhưng mà tựa như trải qua vô tận năm tháng mài mòn, lực lượng cấm chế bố trí trên cái bồ đoàn này đã sớm tiêu tán, không còn lực lượng cấm chế thêm vào khí tức thần tính của bản thân bồ đoàn cũng trôi đi gần hết ở bên bờ vực khô kiệt tới bây giờ bồ đoàn nhìn như hoàn chỉnh thực ra đã mài mòn nghiêm trọng đáng tiếc tôi dịch nắm bồ đoàn ở trong tay đánh giá chút đã phán đoán ra bảo vật này đã không còn khả năng chữa trị nữa chẳng qua bệnh bồ đoàn này dù sao cũng là chính loại tơ thiên linh thần tàm hoàn toàn khác nhau đây chính là thần liệu hiếm thấy hàng đầu trong thiên địa cho dù khí tức thần tính biến mất gần hết nhưng cũng có thể dùng để tế luyện bảo vật tăng lên phẩm tướng của bảo vật ví dụ như ở lúc một lần nữa tế luyện tuyệt thương hung kiếm chỗ tơ thiên linh thần tàm này có thể tạo được diệu dụng không thể tưởng tượng thu hồi bồ đoàn ánh mắt tô dịch nhìn về phía trước vị trí ban đầu của bồ đoàn nơi này đặt một cái hộp ngọc mới dài nửa thước trọng bằng bốn ngón tay toàn thân như mặt ngọc trơn bóng trong suốt không có bất cứ hoa văn trang sức gì thể hiện ra phong cách cổ xưa trắng trong thuần khiết tương tự trên hộp ngọc cũng không có bất cứ cơ quan cùng lực lượng tấm chế nào, Tô Dịch cầm hộp ngọc lên, dễ dàng mở nó ra, chỉ thấy trong hộp ngọc đặt hai loại vật phẩm, một tấm ngọc giảng màu vàng sẫm, một khối ấn tỳ do xương thú trắng như tuyết luyện chế thành. Ầm. Khi hộp ngọc mở ra, trên một khối ấn tỳ kia chợt lao ra một luồng khí tức cực khủng bố, tựa như cơn lốc quét tán ra, cả tòa đại điện đều chợt chấn động, 36 cây cột đá chống đỡ khung đỉnh đại điện đèn đồng xanh treo trên bốn bức tường, cùng với một đôi cánh cửa cung điện cao chính trượng kia, đều ở giờ khắc này sinh ra từng trận nổ vang dao động kỳ dị. Sau đó, 33 tầng bậc đá ngoài cung điện, 66 bức tượng đá hai bên bậc đá, cũng theo đó bắt đầu chấn động. Đến cuối cùng, tất cả khu vực trong toàn bộ di tích quần tiên kiếm lâu đều bắt đầu nổ vang chấn động, giống như tòa di tích cổ xưa này tồn tại đến nay không biết bao nhiêu năm tháng, lập tức từ trong yên lặng thức tỉnh lại, bên ngoài trên loạn linh hải hiện tượng lạ có một không hai do di tích quần tiên kiếm lâu lộ ra ở trên không cũng là ở giờ khắc này chợt sinh ra tiếng nổ vang ngàn vạn thần quang giống như cánh hoa lặng yên thu nạp vô tận hào quang nội liễm ngay cả hư ảnh tựa như thiên cung kia cũng chợt thu nhỏ lại vô số lần cuối cùng hóa thành một lốc xoáy ánh sáng lưu chuyển cái này trên vai con vượng khổng lồ màu trắng nữ tử trận to đôi mắt đẹp trên khuôn mặt đường nét tinh xảo không thể ức chế hiện ra một mảng rung động, đây là đã xảy ra cái gì? Dưới mặt biển trăm trượng, các kim khí tức toàn thân nội liễm, nhưng lúc này cũng rõ ràng phát hiện một màn xảy ra bên ngoài, kinh hải gia đầu phát tê một phen, bởi vì, ngay tại lúc dị tượng quần tiên kiếm lâu sinh ra kinh biến, hẳn chợt nhìn thấy, trên hải vực cách hắn không xa, trên một chiếc thuyền hái sen chở đầy ánh sao lạnh lẽo kia, đột nhiên một bóng người gầy gò đứng lên quanh thân bóng người ấy tắm rửa ánh sao, hư ảo mông lung, căn bản không thể thấy rõ dung nhan, nhưng lại hiển lộ ra một loại phong thái có một không hai như độc lập ra khỏi thế gian, như một vị tiên thần từ trong thần thánh đi tới. Ký tức trên người hắn khủng bố, làm mảng trời đất này cũng biến sắc, nước biển nổ vang mãnh liệt, thật mạnh. Trên con vượng khổng lồ màu trắng, nữ tử khẽ biến sắc, lông tóc dựng cả lên, cảm nhận được một khí tức nguy hiểm trí mạng, nhưng rất nhanh, trên một con thuyền chở sao kia, đột nhiên lao ra một sợi xích thần ánh sao trong suốt lấp lánh, bo. Xích thần ánh sao như một sợi roi thần, hung hăng bổ vào trên bóng người gầy gò kia, làm bóng người hắn vốn đã hư ảo chật tan rã, biến mất không thấy, thì ra là bị lực lượng cấm kỵ trên thuyền tái tinh nhốt, nữ tử hiểu ra, nhưng trong lòng lại sôi trào một phen, khí tức của bóng người gầy gò kia khủng bố cường đại cỡ nào, nhưng lại vẫn như cũ bị giam cầm, lực lượng cấm kỵ của thuyền tái tinh kia, lại là tồn tại cỡ nào để lại a ba vạn năm tám cổ tuế nguyệt còn chưa từng thật sự rời đi thời cơ không đến kẻ mưu toan phá cấm xuất thế nhất định chỉ còn đường chết nơi xa trên bất quy đảo đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh âm nhu chỉ thấy trên không hòn đảo kia hai ngọn đèn lồng xanh lét treo cao như một đôi con ngươi nhìn về phía thuyền tái tinh quả nhiên trên bất quy đảo kia có dấu sinh linh khủng bố trên con vượng khổng lồ màu trắng, sắc mặt nữ tử lúc sáng lúc tối không ngừng. Lúc trước, nàng từng xa xa quan sát, phát hiện trên bất quy đảo có một luồng sinh mệnh dao động tối nghĩa, mà bây giờ một màn này, không thể nghi ngờ xác minh phỏng đoán của nàng. Ba vạn năm ám cổ tuế nguyệt. Đây là ý gì? Trong lòng nữ tử kinh nghi bất định, trên thuyền tái tinh lặng yên không một tiếng động, không ai trả lời, nhưng ai cũng rõ, bóng người gầy gò trên thuyền tái tinh kia vẫn còn đó vì sao không nói lời nào, trong vô số năm tháng, kẻ còn sống ở trên loạn linh hải, chỉ còn lại có bốn chúng ta, những kẻ khác, hoặc là sớm ở lúc ám cổ chi cấm hàng lâm, đã trốn vào sâu trong tinh không, không biết sống chết. Hoặc đều sớm bị lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn hủy diệt mà chết, trên bất quy đảo, giọng nói âm nhu kia vang lên lần nữa, đổi lại mà nói, trên loạn linh hải, chỉ có bốn chúng ta mới có cơ hội đánh vỡ gông xiền ám cổ chi cấm lại lần nữa ngang trời xuất thế vấn đỉnh trên đại đạo giữa chúng ta vì sao không thể liên thủ trên thuyền tái tinh vẫn như cũ không ai trả lời nữ tử trên con vượng khổng lồ màu trắng vẻ mặt đã tràn đầy nét chấn động nàng không biết cái gì là ám cổ tuế nguyệt cũng không biết cái gì gọi là ám cổ chi cấm nhưng lại phán đoán ra ở trên bất quy đảo bạch quốc bảo tháp tán linh sơn thuyền tái tinh đều giấu một tồn tại cực khủng bố bốn người này từng gặp ám cổ chi cấm trấn áp trải qua vô số năm tháng biến thiên, sống mãi đến bây giờ, mà dựa theo thanh âm trên bất quy đảo kia nói, khi ba vạn năm ám cổ tuế nguyệt này thật sự rời đi, bọn họ bốn tồn tại khủng bố này liền có thể đánh vỡ ám cổ chi cấm trấn áp, tái hiện thế gian. Liên thủ, còn chưa thoát vây, đã trù tính chuyện bực này, ly hỏa lão ma ngươi nghĩ quá nhiều rồi phải không? Bỗng nhiên, ở sâu trong một mảng sương mù màu máu kia, bạch cốt bảo tháp lay động một trận, truyền ra một thanh âm lạnh như băng cực kỳ bá đạo thì ra tồn tại khủng bố trên bất quy đảo được gọi là ly hỏa lão ma chẳng lẽ nói đối phương là đại năng ma tu nhất mạch nữ tử thầm nghĩ trên thương thanh đại lục này có thể từ trong ám cổ chi cấm sống sót cũng không chỉ có bốn lão già chúng ta trên bất quy đảo giọng âm nhu kia của ly hỏa lão ma một lần nữa vang lên nếu không sớm chuẩn bị sẵn sàng về sau chờ đi mưu đoạt thương thanh chi nguyên mới nói tới đây một tiếng quát to như thiên lôi chật từ trên tán linh sơn nơi xa vang lên câm miệng ly hỏa lão nhân ngươi muốn tìm chết sao còn dám nhắc tới việc này một thanh âm mà thôi lại vang vọng cửu thiên lộ ra sự tức giận khiến hải vực phụ cận chợt sụp đổ con vượng khổng lồ màu trắng màn tay đau đớn tâm thần cũng bị chấn động thiếu chút nữa sụp đổ mà nữ tử ngồi ở trên con vượng khổng lồ màu trắng đầu cũng ong một tiếng trước mắt nổ đong đóm lập tức biến sắc, toàn lực vận chuyển tu vi, mới triệt tiêu được chấn động của bi thế cỡ đó. Kế yên đạo huynh nào cần tức giận như vậy, năm đó lúc ám cổ chi cấm hàng lâm, nói đến việc này, có lẽ cũng phải kiên kỵ ba phần, nhưng hôm nay, lực lượng ám cổ chi cấm đã càng ngày càng yếu, không tới mấy năm, chắc chắn sẽ hoàn toàn biến mất, thời điểm bực này, lại nào cần kiên kỵ uy lực của nó nữa. Trên bất quy đảo, ly hỏa lão ma mở miệng lần nữa, chẳng lẽ nói, Kế yên lôi quân từng khiến hạng người tu hành của thương thanh đại lục nghe tin đã sợ mất mật, đến nay còn chưa từng từ trong bóng ma lúc trước di ra, bớt nói nhảm, bản mệnh chân quốc hồn thiên yêu hoàng để lại trên thế gian đã sớm xuất thế, nếu ngươi nguyện ý nhường vật này cho bổn tọa, bổn tọa có lẽ sẽ cân nhắc một chút chờ lúc thoát vây liên thủ với ngươi. Trên tán linh sơn, thanh âm như sấm sét kia vang lên lần nữa, vị tồn tại khủng bố này, được gọi là kế yên lôi quân. Ha ha, ta dù có lòng nhường, chỉ lo lắng thực cốt lão yêu không đáp ứng, ly hỏa lão ma cười ha ha mở miệng, ở sâu trong sương mù màu máu, trong bạch cốt bảo tháp kia, thanh âm tràn đầy bá đạo vang lên lần nữa, người nếu nhường cho bổn tọa, bổn tọa sao có thể không đáp ứng. Người này, được gọi là thực cốt lão yêu, phải không, nhưng xương bản mạng của hồn thiên yêu hoàng chỉ có một khối, ta nhường cho thực cốt lão yêu ngươi, kế yên lôi quân tất nhiên sẽ không đáp ứng, ly hỏa lão ma thản nhiên nói, huống chi, hai vị đừng quên tinh hành đạo hữu vẫn luôn ở đây lời này vừa nói ra nơi đây tràn ngập yên tĩnh nghe tới đây nữ tử trên con vượng khổng lồ màu trắng theo bản năng nhìn về phía một chiếc thuyền tái tinh nơi xa bóng người gầy gò kia đạo hiệu tinh hành hơn nữa xem tình huống tựa như vô luận là ly hỏa lão ma trên bất quy đảo thực cốt lão yêu trong bạch cốt bảo tháp hay là kế yên lôi quân trên táng linh sơn đều rất kiên kỵ đối với tinh hành trên thuyền tái tinh này hồi lâu sau ly hỏa lão ma mở miệng lần nữa theo ta thấy như ta lúc trước đề nghị chúng ta cùng nhau liên thủ liền có thể cùng nhau chia sẻ xương bản mạng của hồn thiên yêu hoàng nếu không đánh đánh giết giết nhất định lưỡng bại câu thương ngay lúc này trên thuyền tái tinh kia vang lên một thanh âm lạnh nhạt các bằng bản sự tự trông vào bản lãnh của mình vẹn vẹn bốn chữ lại như có lực lượng uy hiếp cực khủng bố làm ba vị tồn tại khủng bố khác đều lâm vào trong trầm mặc thật lâu quả nhiên tinh hành này mới là một kẻ mạnh nhất. Trên con vượng khổng lồ màu trắng, trong lòng nữ tử chấn động, sau đó, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một phần cảm xúc trầm thấp nói không nên lời. Di tích do quần tiên kiếm lâu để lại này hấp dẫn ánh mắt thiên hạ, ở trước đó, sớm có rất nhiều tu sĩ xâm nhập, đối với cơ duyên trong đó chí ở nhất định phải đạt được, hết tập 56.